Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về món chân gà chiên mắm, hay còn gọi là chân gà rang xả ớt nha mọi người. Để làm được món chân gà này thì mình chuẩn bị 6 chiếc cái chân gà mình đã chặt móng sẵn này, khoảng 5 đến 10 cái xả này, vài lát gừng này, một ít ớt này. Ngoài ra thì có đường này, hạt nêm này, mì chính này, dầu màu điều này, dầu ăn, nước mắm này và nước ớt nhé. Ngoài ra còn có thêm một ít bơ nhé mọi người. Thì trước tiên thì mình sẽ cho chân gà vào luộc nhé mọi người. Mình sẽ cho nước vào. Bật bếp lên và cho mấy lát gừng vào nhé mọi người. Để cho khử mùi hôi của chân gà. Rồi mình cũng cho luôn chân gà vào. Để cho nước lúc chân gà nhé mọi người. Và chờ cho nước sôi lên thì mình sẽ tắt bếp và vớt chân gà ra, chứ không cần kỹ quá nha mọi người. Trong quá trình chờ nước sôi thì mình sẽ thái xả nhé. Mình sẽ thái chéo miếng xả này. Cũng thái cái kia chéo vậy, càng máu càng tốt mọi người. Đây mình thái 3 quả ớt. Rồi thì chân gà đã đạp rồi nha mọi người, mình sẽ vớt nó ra một cái âu đá nhé. Hay đá, một cái âu đá. Mình sẽ để sang bên này. Mình sẽ tắt đây. Bây giờ thì mình bắt một cái chảo lên và cho nó ráo chảo nha mọi người. Trong quá trình đó thì mình sẽ gắp cái chân gà này ra để cho nó ráo nước này. Mình sẽ cho vào chảo là một thìa bơ nha mọi người, để tạo độ thơm này. Một thìa bơ và một thìa đồ ăn nha mọi người, hai thìa đi, một thìa ít quá để cho nóng cái này lên. Bơ đã bắt đầu tan cánh hết rồi, nóng lên này. Bây giờ mình sẽ cho xả và ớt vào nhé, để khi thơm nó lên đó mọi người. Mình sẽ dùng cái này để nấu. Xin cho phải thơm lên nhé. Không cần phải vàng. Nhưng mà nó không khô cái xả là được. Để cho chân gà dễ nấm gia vị hơn thì mình sẽ, bây giờ mình sẽ cho gia vị vào lên. Tùy theo cách ăn. Nếu mà mọi người quên ăn với cơm thì mọi người sẽ cho lạc. Còn đây là mình ăn chơi chơi thì mình sẽ cho thêm 3 muỗng đường nha mọi người. Một muỗng mì chính. Một muỗng hạt đen. Mình sẽ cho thêm khoảng một ít nữa vào mọi người. Bây giờ là cái lượt mình sẽ cho nước mắm vào nha mọi người. Khoảng một
thìa canh nước mắm á. Và hai muỗng dầu màu điều nha mọi người, để tạo màu á. Bày đĩa nha mọi người. Mình đã hoàn thành xong một đĩa chân gà chiên mắm rồi nha mọi người. Chúc các bạn ngon miệng.